đi căn đồ rồi giao cho dựa xong rồi giờ Út chạy về ghé vô chợ Kinh Tám mua món nấm với gạo đắng với giá để về lát nữa Út nấu cháo cá lóc á. Chút nữa mấy ông anh với chị dâu rồi về nhà nè, bữa nay chủ nhật rồi Út làm cháo cá lóc ở nhà mấy anh em cùng ăn. Giờ Út đang trong chợ nè. Thiếu lại thường phải không? Ăn nấm cho con ơi. Cái xe chặt quá không có đậu bên đây, bển bên đây. Mối màng nít. Mối màng không à. Đúng rồi, với lấy con cái bún luôn đi. Hết vậy là hiểu rồi ha. Con ghé vô chợ này là mua của cô không? Mối nè. Dạ đúng rồi. Mấy con nó ngọt không? Nó ngọt giống như cáo mình không? Ngon hơn. Sao anh thấy nó nhẹ hơn vậy chị? Nhưng mà 71kg nó nhiều lắm. Dạ. Nó mắc không? 100.000kg. Cái này 2kg. Dạ em nghe nó táo tàu em đâu biết nào. Giờ mới biết. Cái này để chụp không? Mà chị thấy em lại mua thử 100 cho anh dạng. Em mua nhãn được rồi. Nhiêu được rồi. Còn ít ai mấy cái mặt hàng này ít ai mua là chị xả hết. Dạ. Bán chút xíu mình... Bữa nào đi, bữa nào mua ăn thử. Tại bữa nay em mua nhãn nè. Dạ. Cá lóc còn chín không? Lắm. Cá lóc vừa về nhà tháo không? Tại mấy anh nói chuyện đi về nhà. Hay đâu? Cạo hồ mình rửa rồi. Nó cắt cái đầu viên ra. Về trời không cài thấy mưa lại nữa nè. Này má mới để xăng gom. Đây cái gom của con cháu rồi đó. Nó đẹp tốt lắm. Nhiều được rồi cả nhà. Chị vô. Nay Út nấu cháo cá lóc. Sáng vừa về mấy con cá lóc á. Tại vì anh với chị nó bảy chủ nhật anh mới rảnh về. Có là anh hai chị hai về nữa. Chị vô. Bữa nay không về cơ. Hả? Có năm về cơ.
Có chơi với Quỳnh mà. Bà có chơi nghe con. Em mở mấy tông. Để mẹ lấy cho. Bắt nước lên nó cháo. Lật hết cái hành đó luôn đi. Lật hết hành luôn. Có, em mới về tới luôn á. Má rồi. Đi trong dâm đi nè. Mới xích bao. Xích bao đi ra dây lúa. Tới rồi. Quá. Chạy gan cho nó thơm. Chín nè, lắp ra để lát nó ăn cái nhúng vô lại cho nó nóng. Vô, bỏ nấm vô nè. Nấm nãy chị rau quá ngâm nước muối rồi. Này út qua múc ra nè, lát cái vỏ hành ngò rồi lên trên mặt, tại vì mình nhúng á, người không có để trên bếp luôn. Ăn mình nấu cái này lỏng lỏng nè. Đây còn miếng gan nữa. Bỏ hành cặn vô nè, tại vì không để trên bếp mình nhúng á. Chị chưa có con mắm hả? Con mắm hạt gì ở lên? Hả? Nước mắm chai xanh trong nhà. Nước mắm chai xanh trong nhà. Rồi có sấy. Rồi cháo
sắp chín rồi. Giờ Út cũng dọn ra. Mời cả nhà cùng ăn với gia đình của Út nè. Dọn ra. Mời cả nhà ăn cháo cá lóc với gia đình cả nhà ơi. Thank you.